Kính chào quý khán thính giả. Chương trình phát hình hôm nay của bản tin qua tình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần tin thế giới với Thi Nga, phần nhận định của bình luận gia đại dương và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Công chức liên bang lo âu về việc trả hóa đơn nếu bị cho tạm nghỉ không lương. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi ông Obama rút lại sự đề cử ông Hagel. Tân Thủ tướng Nhật tới Mỹ họp với ông Obama. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin. Phê Cộng hòa đưa ra gần 400 câu hỏi cho ông Liu. Các thượng nghị sĩ cứu xét việc phê chuẩn cho ông Jack Liu làm Bộ trưởng Bộ Tài Chánh đã đưa ra 444 câu hỏi được viết cho ông, tức là hơn số tất cả các câu hỏi dành cho 6 người được đề cử vào Bộ Tài Chánh trước đó gộp lại. Phần lớn những câu hỏi đó, tức là 395 câu hỏi, xuất phát từ phe Cộng hòa. Tất cả những câu hỏi dành cho ông Lưu nhiều hơn gấp đôi số 165 câu hỏi dành cho ông Timothy Geithner trước đây, khi ông này được Tổng thống Barack Obama đề cử vào Bộ Tài chánh. Ông Geithner và những người được đề cử nắm Bộ Tài chánh trước đó thuộc cả hai đảng, gồm các ông Henry Paulson, John Snow, Paul O'Neill, Lawrence Summers và Robert Rubin, nhận tổng cộng 405 câu hỏi, Phe Cộng hòa cho biết họ có nhiều câu hỏi về việc ông Lưu đã thực hiện công việc của mình như thế nào với tư cách là giám đốc ngân sách và đối với sự gia tăng món nợ liên bang. Công chức liên bang lo âu về việc trả hóa đơn nếu bị cho tạm nghỉ không lương. Các công chức liên bang hiện đang chia sẻ chung với nhau một nỗi lo âu to lớn, đó là những ngày nghỉ việc không lương. Việc tạm nghỉ không lương của liên bang dường như càng thêm chắc chắn vì các công chức thất vọng đang đếm từng ngày cho tới ngày 1 tháng 3, khi việc cắt giảm ngân sách khắp các cơ quan, được biết là sequestration bắt đầu. Việc tạm nghỉ này không xảy ra tức thì, các cơ quan phải thông báo cho nhân viên biết trước 30 ngày, nhưng ảnh hưởng có thể nghiêm trọng. Ngũ giác đài ước lượng hầu hết số 800.000 nhân viên dân sự có thể bị mất 20% lương từ 22 ngày tạm nghỉ việc, chia đều ra trong nhiều tuần lễ. Mức ước lượng của những cơ quan khác thì thấp hơn, và một số có thể đối phó với việc cắt giảm ngân sách mà hoàn toàn không có việc cho tạm nghỉ. Thế nhưng tình trạng bắp bên không biết là chi phiếu lương sẽ như thế nào trong vài tháng vẫn là cái giá khắc nghiệt cho các công chức liên bang phải trả vì sự bất lực của Quốc hội trong việc thi hành công tác của cơ quan này. Trong khi thiệt hại về tài chính đối với các cá nhân do tình trạng sequester còn ít nhất vài tuần lễ nữa mới xảy ra, những thiệt hại tinh thần hiện đang hình thành. Nhiều người đã bất ngủ khi nghĩ tới việc lương hàng tháng của mình có thể bị sụt giảm. Có người cho biết nếu tình trạng này xảy ra, họ phải xoay sở để ngưng truyền hình dây cáp, dịch vụ liên mạng thông tin và điện thoại cùng hạn chế chi tiêu phần lớn để chỉ còn cho những gì cần thiết mà thôi. Ngoài ra, số người về hưu cũng có thể tăng lên bởi vì nhân viên lo sợ là những ngày nghỉ không lương có thể ảnh hưởng tới việc tính tiền lương hàng năm của họ. Một số công chức đang phân vân không biết là khi bị nghỉ việc không lương như thế, họ có hội đủ điều kiện xin tiền bồi thường thất nghiệp hay không. Hướng dẫn về việc nghỉ hành tránh của cơ quan quản trị nhân viên được công bố trong tháng này cho biết. Các nhân viên bị tạm nghỉ việc có thể hội đủ điều kiện xin tiền bồi thường thất nghiệp, nhưng điều kiện đòi hỏi ở mỗi tiểu bang mỗi khác, cho nên các nhân viên phải hỏi lại tại địa phương để xem mình có hội đủ điều kiện hay không. Nếu tình trạng tạm nghỉ việc xảy ra, một số người có thể xin vay tiền của Quỹ Trợ giúp và Giáo dục Công chức Liên bang hay Federal Employees Education and Assistance Fund, được viết tắt là FEEA. Đó là một cơ quan từ thiện giúp đỡ cho công chức liên bang bằng số tiền vay nhỏ không tính lời hay đôi khi là tiền trợ cấp các thượng nghị sĩ Công hòa kêu gọi ông Obama rút lại sự đề cử ông Hagel. Hôm thứ Năm, có ít nhất 15 thượng nghị sĩ Công hòa đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy rút lại việc đề cử ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, viện cớ sự tranh cãi trong quá khứ chung quanh người được đề cử này. Ông Hagel bị ngăn chặn hồi tuần rồi khỏi một cuộc biểu quyết tại Thượng viện, trong một sự xúc tiến chưa từng có chống lại một ứng viên lãnh đạo ngũ giác đài. Các nhà lập pháp đã giữ lại việc đề cử này vì những thắc mắc kéo dài về cuộc khủng bố tấn công ở Benghazi và cũng quan tâm về hồ sơ của ông Hegel liên quan tới những lời tuyên bố gây tranh cãi và lập trường của ông trên một số vấn đề Trung Đông. Các nhà lập pháp được kỳ vọng bỏ phiếu quyết định lại về ông haygo khi họ trở lại Washington vào tuần tới, với một số người chỉ trích ra dấu chỉ cho biết họ sẽ cho phép một cuộc bỏ phiếu trực tiếp quyết định. Thế nhưng, 15 nhà lập pháp Cộng hòa nói rằng sẽ là kém khôn ngoan vào lúc này để tiến hành cuộc đề cử gây quá nhiều tranh cãi cho một công việc quá quan trọng. Họ viết trong một bức thư rằng trong nửa thế kỷ qua, không có vị bộ trưởng của quốc phòng nào được phê chuẩn và nhậm chức với hơn 3 thượng nghị sĩ chống lại người này. Ngoài ra, vẫn theo bức tư với người đứng đầu là thượng nghị sĩ John Cornyn. Trong lịch sử của chức vụ này, không ai được phê chuẩn với hơn 11 phiếu chống và người nắm lấy chức vụ phải là một người mà sự ứng cử không gây ra tranh cãi hay chia rẽ. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Shelby cho biết hôm thứ Năm là ông có những mối quan tâm về ông Hagel, nhưng ông dự định ủng hộ người đồng đảng Cộng hòa và là cựu thượng nghị sĩ hai nhiệm kỳ đại diện cho Nebraska này. Với một cuộc biểu quyết được ấn định vào tuần tới, ông Shelby giờ đây hiệp chung với hai đảng viên Cộng hòa khác cho biết sự ủng hộ dành cho ông Hagel. Sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa này hợp cùng 55 phiếu của các đảng viên Dân Chủ và hai đảng viên Cộng hòa khác chống lại chiến thuật trì hoãn sẽ cho cuộc đề cử đủ 60 phiếu đòi hỏi trong số 100 phiếu cần thiết để xúc tiến. Thủ tướng Nhật tới Mỹ họp với ông Obama Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới Hoa Kỳ để tham dự phiên họp tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Barack Obama. Ông Abe đắc cử hồi tháng 12 tìm cách củng cố mối tình đồng minh lâu đời giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào lúc có mối căng thẳng cao độ gia tăng bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Hoa cùng cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Ông đã đến căn cứ không quân Andrews bên ngoài Hoa tình Đống vào ngày thứ Năm và gặp gỡ ông Obama tại Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ Sáu. Họ cũng thảo luận về mối quan hệ kinh tế Đồng thời, chính phủ Mỹ còn đánh giá ý định của Nhật tham gia thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương theo cuộc điều đình. Ông Abe là một người theo chủ nghĩa quốc gia và mong muốn tái lập thế đứng toàn cầu của Nhật vốn bị bỏ qua trong nhiều năm của nền kinh tế khó khăn. Ông Abe là vị thủ tướng Nhật thứ năm trong thời gian ông Obama tại chức. Hoa Kỳ bị từ chối cho tiếp cận trực tiếp với nghi can vụ Benghazi. Hoa Kỳ bị từ chối không cho tiếp cận trực tiếp với nghi can duy nhất được công chúng biết tới có liên can tới vụ khủng bố tấn công ở Benghazi với các thẩm vấn viên Mỹ không thể ngồi chung phòng cùng tù nhân bị Ai Cập giam giữ này để đặt câu hỏi. Tên Abu Ahmed, còn được biết dưới tên là Mohammed Jamo, bị nghi ngờ thiết lập trại huấn luyện Hồi giáo ở miền đông Libya, nơi các dân quân góp phần vào cuộc khủng bố tấn công ở Benghazi vào ngày 11 tháng 9, đã không thể được huấn luyện. Tên Ahmed không bị nghi ngờ trực tiếp tham dự vào cuộc tấn công, khiến cho bốn người Mỹ tử vong, kể cả đại sứ Chris Steven. Thế nhưng, đây ít nhất là lần thứ nhì các thẩm vấn viên Mỹ bị từ chối không cho phép tiếp cận với một nghi can bị giam bởi một chính phủ nước ngoài. Hồi tháng Giêng, nhà chức trách Tunisia đã phóng tích tên Aliani al Hazi bị nghi ngờ tham gia vào cuộc tấn công viện lẽ thiếu chứng cớ. Các nhân viên FBI cuối cùng đã được tiếp cận với tên al Hazi sau cuộc can thiệp cá nhân của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham. Ngoài ra, một nguồn tin cho hay nhà chức trách Ai Cập đã cung cấp cho giới chức Hoa Kỳ những tin tức từ cuộc điều tra riêng của họ về tên Ahmed. Khi Thượng nghị sĩ Marco Rubio hỏi thăm về vụ tiếp cận với tên Al-Hazi, cố vấn chống khủng bố John Brennan của Tòa Bạch Ốc cho biết, Hoa Kỳ đã làm việc với tất cả những hợp tác viên khắp nơi và khi họ có thể giam giữ các cá nhân theo luật, thì Hoa Kỳ làm việc để xem rằng mình có thể đặt câu hỏi với các cá nhân này hay không, đôi khi gián tiếp và đôi khi trực tiếp. Mối quan tâm về việc tiếp cận với các nghi can là một trong nhiều vấn đề lo lắng kéo dài của các nhà lập pháp về cuộc khủng bố tấn công hồi năm ngoái. Mặc dù vậy, các nhà lập pháp tiếp tục đòi hỏi thêm chi tiết về những lời cảnh cáo mà chính phủ nhận được về an ninh trong nhiều tháng dẫn tới cuộc tấn công và những gì Tổng thống Barack Obama đã làm trong đêm 11 tháng 9. Bà Laura Bush muốn loại bỏ hình bà ra khỏi quảng cáo ủng hộ hôn nhân đồng tính. Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cho biết bà muốn được loại bỏ hình bà ra khỏi quảng cáo ủng hộ hôn nhân đồng tính được soạn bởi tổ chức Respect for Marriage Coalition. Quảng cáo cho thấy bà Bush lên tiếng về hôn nhân đồng tính trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2010 với ông Larry King trên đài CNN. Qua đó bà đã nói rằng khi các cặp cam kết với nhau và yêu nhau thì họ tất phải có cùng loại quyền lợi mà mọi người có. Bà Anne McDonnell Phát ngôn viên của bà Bush tuyên bố với tờ Dallas Morning News hôm thứ Tư rằng bà Bush muốn người tạo ra quảng cáo đó hay loại bỏ đoạn hình này vì bà không chấp thuận việc đưa bà vào trong quảng cáo hay không có quan hệ dưới bất cứ hình thức nào với tổ chức làm ra mẫu quảng cáo đó. Tổ chức Respect for Marriage Coalition cho biết họ lấy làm tiếc là bà Bush đã không muốn được đưa vào trong quảng cáo và họ sẽ thay thế bằng một người mới trong dịp cuối tuần này. Quảng cáo đó cũng còn cho thấy những đảng viên Cộng hòa nổi tiếng khác chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và cựu ngoại trưởng Colin Powell. Trong quảng cáo, ông Cheney được cho thấy đã nói rằng tự do có nghĩa là tự do cho mọi người. Con gái của ông Cheney là cô Mary đã kết hôn với người bạn gái Heather Poole hồi tháng 6. Còn ông Powell được cho thấy đã tuyên bố rằng hãy cho họ được sống chung với nhau theo sự bảo vệ của luật pháp và điều đó đối với ông có vẻ là phương cách mà mọi người nên xúc tiến trên đất nước này. Quảng cáo tốn hàng triệu Mỹ Kim đó cũng cho thấy Tổng thống Barack Obama nói rằng cuộc hành trình của mọi người chưa hoàn tất cho tới khi nào những anh chị em đồng tính được đối xử giống như những người khác theo luật. Tối cao pháp viện được kỳ vọng sẽ cứu xét tới hôn nhân đồng tính vào mùa xuân này, với phần tranh luận được ấn định vào ngày 26 và 27 tháng 3. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua tình đốn xin tạm ngưng ra đây và sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.